Mồi cho rắn độc. Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai anh em trai sống cùng người mẹ già bệnh nặng. Một thầy lang mách họ chỉ có một phương thuốc duy nhất có thể chữa được bệnh cho mẹ, đó là rễ cây diệu kỳ ở núi Tam Linh. Nhưng ngọn núi ấy xa tích tắp, không một ai biết đường đến đó. Dù vậy, hai anh em vẫn quyết tâm lên đường sau khi nhờ hàng xóm chăm nom người mẹ. Anh ăn đi cho đỡ đói. Anh em mình nghỉ một lát rồi hỏi đường tiếp theo anh nhỉ? Trời ơi, bao ngày rồi, bao dặm đường rồi mà không tìm được cây thuốc về cho mẹ. Đi mãi mà chẳng đến đâu, người anh bắt đầu mệt mỏi và muốn quay trở về nhà. Nhưng người em trai vẫn lạc quan tiến về phía trước. Anh ta không dám để lộ ý định đó. Anh nhìn xem, có phải con sếu kia đang muốn gọi hai anh em mình đi theo nó hay không anh? Sếu xiết thì biết gì. Anh ơi, nó biết đường đấy. Chúng ta phải vượt biển theo nó thôi. Em sẽ tìm một chiếc thuyền. Chú cứ đi theo nó đi, anh chờ ở đây. Nếu không thấy chú quay về thì anh sẽ về nhà. Không thể để mẹ một mình quá lâu được. Người em tìm được một chiếc thuyền và chèo thuyền theo con sếu. Rồi nhiều ngày nhiều đêm trôi qua, con sếu cũng dẫn chàng đến một bờ biển. Chắc đây là núi Tam Linh rồi. Nhưng cây cối che kín, không có một lối đi nào dẫn lên núi hết. Người em cứ vạch lá mà đi. Dù bị gai nhọn cào rách cả da thịt, chàng cũng không bận tâm. Cây thuốc quý có thể chữa bệnh cho mẹ là cây nào đây? Loại rễ thần kỳ kia chỉ lộ diện trước những người con dành cho mẹ tình yêu sâu sắc nhất. Ta hy vọng rằng thần linh trên núi Tam Linh sẽ phù hộ cho con tìm thấy cây thuốc quý. Khi người em đưa mắt tìm kiếm những bạt ngàn cây lá, chàng thấy một cái cây bé nhỏ nhưng rực rỡ vô cùng đang vươn lên từ vách đá treo leo. Cái cây đung đưa trong gió như nói với chàng: tới đây hái tôi đi. Ôi, đây chính là loài cây kỳ diệu mình cần tìm rồi. Đúng là nó rồi, rễ cây diệu kỳ đây rồi. Trời ơi, có phải em mình về kia không? Chả lẽ nó đã tìm được thuốc quý? Không được, mình anh cả thì không thể để cho chú em lập công một mình được. Nếu ai biết thì còn mặt mũi nào nữa chứ. Được rồi, nếu nó ban được loại rễ thần kỳ về, mình sẽ liệu cách. Chú đi đâu mà lâu thế? Mẹ không đợi được đã qua đời rồi. Tất cả là lỗi của chú. Chú đáng bị trừng phạt lắm. Trời ơi, anh nói sao? Mẹ đã qua đời rồi. Anh ơi, anh ơi, cứu em với. Mẹ ơi, bác thuốc sắc từ rễ cây diệu kỳ ở núi Tam Linh mà con đã vượt qua bao đường xa nguy hiểm để hái về đây. Mẹ uống và mau khỏe lại mẹ nha. Em trai của con đâu? Nó biến đâu mất hút từ ngày đầu tiên. Nó vốn chưa từng có ý định đi tìm rễ cây thuốc quý cho mẹ. Người mẹ không tin rằng đứa con trai dũng cảm và hiếu thảo của mình lại có thể trở thành một kẻ xấu xa như lời người anh đã kể. Nhờ cây thuốc quý, bà khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại. Nhưng làm sao bà có thể yên lòng được khi không còn người con trai yêu quý ở bên cạnh? Con trai ta đã cứu mày khỏi móng vuốt đại bàng và chăm sóc mày cho đến khi nó rời đi. Giờ không biết nó ở đâu, còn hay là mất. Mày có thể đi tìm nó giúp ta được không? Đây là bức thư ta viết cho con trai của ta. Mày hãy bay đi và mang lá thư này đến cho nó nha. Trong khi ấy, ở một kinh thành xa xôi, rất xa nơi người mẹ đang ngóng chờ con, có một chàng nhạc sĩ mù đang thổi sáo cho công chúa Út của nhà vua nghe. Đó chính là người em trai. Chàng đến kinh thành này cũng được một năm rồi, nhưng sao chàng chẳng trò chuyện với ta? Mà chàng là ai? Sao chàng lại bị mù? Chàng có thể kể cho ta nghe được không? Thưa công chúa, ta chỉ là một người con bất hiếu. Người như ta có gì để mà kể đâu? Không đâu, tiếng sáo chất chứa nỗi lòng của chàng đã nói cho ta biết chàng là một người tốt mà. Ta là một người tốt ư? Ta đã để mẹ phải qua đời trong bệnh tật. Ông trời đã trừng phạt ta. Ta rơi xuống biển, sóng và đá đã khiến ta mù cả hai mắt. Rồi thủy triều cuốn ta đi. Tỉnh dậy trên bãi cát hoang vắng, ta đã định cứ thế mà chết đi. Nhưng rồi tiếng gió thổi vi vu qua khóm trúc đã níu ta ở lại. Ta nhớ mẹ đã từng dạy ta làm sáo trúc. Ta bèn làm một cây sáo trúc để thổi. Nhờ tiếng sáo ấy có người tìm thấy ta. Rồi cũng nhờ tiếng sáo ấy mà ta được vào cung vua để ngày ngày thổi sáo cho công chúa nghe.
Giá như ta có thể mang lại niềm vui cho tiếng sáo của chàng. Đây chẳng phải là tiếng kêu của ngỗng trời nhà ta sao? Ngỗng trời mang gì tới cho ta chăng? Nó mang đến cho chàng một lá thư đây nè. Không biết ở nhà có chuyện gì chẳng lành không? Bao nhiêu năm qua con đã gánh chịu tội lỗi của mình rồi. Xin thần linh chốn núi thiên hãy thương tình giúp đỡ con, cho con đọc được bức thư mà ngỗng trời mang đến. Con cầu xin thần linh hãy giúp đỡ cho chàng. Chàng thật sự là một người tốt bụng. Ta nhìn thấy rồi, mắt ta sáng trở lại rồi. Con xin cảm tạ thần linh. Nét chữ của mẹ ta đây mà, mẹ vẫn còn sống. May mắn làm sao. Ta có thể cùng chàng về gặp mẹ trong thân phận một người con dâu được không? Mãi nghĩ về mẹ, chàng trai đã quên khuấy mất công chúa. Bấy lâu nay nàng ở bên an ủi chàng, giờ nghe giọng nói của nàng cất lên, chàng mới đưa mắt tìm khuôn mặt nàng. Chàng thấy yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ xin phép vua cha được làm đám cưới. Nhà vua rất hài lòng với chàng rể dũng cảm và hiếu thảo nên hoàn toàn đồng ý. Ngài cho kiệu sơn son thép vàng, đưa phò mã và công chúa về quê nhà đoàn tụ với người mẹ già. Người anh xấu xa cuối cùng cũng được tha thứ. Từ đó về sau, họ sống bên nhau trong yên bình và hạnh phúc. Phò mã vẫn ngày ngày thổi những khúc sáo, nhưng những khúc buồn đau của ngày xưa nay đã được thay bằng những điệu nhạc vui tươi và hạnh phúc. Vị tướng kỳ lạ. Cấp báo, cấp báo. Nói mau, có chuyện gì? Bẩm tàu trưởng, bà cõi phía Tây đang bị bộ lạc Sang Lan tràn vào xâm chiếm. Chúng đã chiếm đóng hết vùng La Son rồi ạ. Hả? Tên tàu trưởng Sang Lan thật là láo xược. Lần trước hắn khiêu khích ở biên giới bị quân ta đánh cho tan tác mà vẫn chưa chừa sao? Mau tập hết quân lính, chuẩn bị ngựa chiến và áo giáp cho ta. Lần này ta sẽ trực tiếp ra trận, xem rút cuộc hắn ăn phải gan con gì. Tuân lệnh. Hãy xông lên, đuổi hết những kẻ xâm lược bộ lạc chúng ta. Xem ra bọn chúng đều sợ mất vía, bắt đầu tháo chạy hết. Tưởng thế nào? Bẩm tù trưởng, tên kia chính là tên cầm đầu. Hắn là tù trưởng của bộ lạc Sanh Lan. Được, để hắn cho ta. Kẻ xâm lược kia, ngươi đã thừa nhận thất bại chưa? Kẻ xâm lược ư? Vùng đất này vốn thuộc về của bộ lạc ta, nhưng mấy chục năm trước đời cha ngươi đã tham lam đem quân sang chiếm đoạt của dân ta. Nhưng thật đáng buồn, hôm nay ta đã thất bại, không đòi lại được đất đai cho tổ tiên. Bây giờ ngươi muốn chém muốn giết thì tùy. Hắn nói gì cơ? Đời trước chính cha ta đã xâm chiếm đất của bọn chúng sao? Kẻ bại trận đáng xấu hổ, cứ bình tĩnh rồi ngươi sẽ được gặp lại tổ tiên mình sớm thôi. Có thể hôm nay ta bại trận, nhưng cả dân tộc ta sẽ không quên mối hận năm xưa bị các ngươi xâm chiếm đất đai của bọn ta đâu. Đó là chuyện của mấy chục năm trước, còn bây giờ đã là của chúng ta rồi. Hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Xin ca, lui đi. Dạ. Ngươi cởi giày trói cho ta, không sợ ta chạy thoát sao? Vì ta thấy ngươi là người có nghĩa khí, ta sẽ không giết ngươi, nhưng với điều kiện ngươi không được đem quân gây chiến thêm một lần nào nữa. Quân ta thừa sức đánh tan bộ lạc bé nhỏ của các ngươi. Tốt nhất ngươi hãy biết giữ hòa khí để dân chúng hai bên bình yên sinh sống. Nếu bộ lạc các ngươi có khó khăn về lương thực, chỉ cần ngươi có thiện ý, ta hoàn toàn có thể viện trợ cho bộ lạc các ngươi. Còn nếu ngươi vẫn cứng đầu và vẫn không từ bỏ ý định chiếm lại vùng đất, thì ta buộc phải bắt giam ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Sao tù trưởng lại thả tên giặc cầm đầu kia vậy? Đáng ra nên giết hắn luôn tránh hậu họa vì sao chứ? Sao ngài ấy lại làm như vậy chứ? Ta không biết, lệnh tù trưởng vừa ban xuống như vậy, thật không hiểu nổi. Ừ,
chuyện gì vậy? Không những thả sống mất kẻ thù mà bây giờ lại còn viện trợ lương thực cho bộ lạc của hắn sao? Bộ lạc Sa Lan không bao giờ chịu từ bỏ ý đồ đòi lại vùng đất trước đây của hắn đâu. Kết giao với chúng chắc chắn sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra hậu họa khôn lường. Ôi trời ơi, hãy khuyên nhủ tù trưởng đi, ngài Xin Ca. Ta đã 5 lần 7 lượt khuyên nhủ cũng như cảnh báo tù trưởng rồi, nhưng vẫn không được. Ngày ấy trước nay luôn là người sáng suốt, tỉnh táo, sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ? Đại dịch đang hoành hành khắp nơi như vậy, phải tìm ra được phương thuốc chữa cho người dân chứ. Dạ, các thần y khắp bộ lạc đã chế ra rất nhiều loại thuốc, nhưng đều không ăn thua, dịch lan rất nhanh. Đây là loại dịch bệnh trước nay chưa từng xảy ra ạ. Không, ta không thể để thần dân của ta chết dần chết mòn như thế được. Phải tìm ra cách gì đó chứ. Cấp báo, cấp báo. Nói mau, có phải đã tìm ra được thuốc chữa bệnh dịch không? Ồ, dạ, có đoàn quân của nước Sanh Lan đang tiến sâu vào đất chúng ta. Chúng sắp đến thành rồi ạ. Hả? Quân Sanh Lan ư? Tù trưởng, hay là chúng đang thừa cơ hội bộ lạc chúng ta bị dịch bệnh hoành hành nên định tấn công xâm chiếm chúng ta? Chúng kéo đến có đông không? Dạ, chỉ một đội quân nhỏ, chúng chở theo xe ngựa. Thưa tù trưởng, thần nghĩ phải mau đưa quân đánh đuổi chúng đi, nếu không bọn chúng âm mưu gì sẽ không kịp ứng phó mất. Đừng nóng vội mà hỏng việc. Trước hết hãy tập trung hết binh lính rồi cùng ra nghênh chiến xem xét tình hình. Thưa tù trưởng, chúng đang đến kia rồi. Thưa tù trưởng, quân Sanh Lan gửi thư báo đến cho ngài ạ. Thư báo sao? Thư báo của tù trưởng Sanh Lan nói họ đến đây không phải tiến đánh, mà là họ muốn viện trợ cho chúng ta thuốc chữa bệnh đại dịch đang hoành hành. Thật vậy sao? Có thật họ có thiện ý vậy không? Hay là thuốc độc để tiêu diệt dân ta thì sao? Dạ thưa, bọn họ còn dặn thần, nếu ngài không tin thì cứ lấy trước một số thuốc về thử, rồi hãy nhận số thuốc còn lại ạ. Không cần, ta tin là họ có thiện ý muốn giúp đỡ chúng ta. Hãy hạ vũ khí xuống và nghênh đón họ đi. Thưa tù trưởng, xin người hãy xem xét kỹ càng, có thể đây là một âm mưu thâm độc. Ý ta đã quyết, hãy làm theo mệnh lệnh đi. Nhờ đại ơn của tù trưởng, bệnh dịch đã được đẩy lùi. Hầu hết mọi người đều đã khỏe lại. Thật tốt quá. Tù trưởng buôn năm. Tù trưởng buôn năm. Thưa tù trưởng, tất cả những người dân mắc bệnh đã được phát thuốc, họ đều đã bình phục. Đại dịch đã được đẩy lùi hoàn toàn nhờ số thuốc viện trợ của bộ lạc Sanh Lan rồi ạ. Tốt, tốt lắm. Thế bây giờ các ngươi có còn nghĩ họ là kẻ thù nữa không? Dạ không ạ. Xin thứ lỗi vì chúng thần còn nhìn sự việc còn quá thiển cận. Các ngươi không sai khi đã khuyên ta nên tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, các ngươi không biết rằng tiêu diệt kẻ thù còn có những cách khác mà không cần phải máu chảy đầu rơi. Đó là khi ta biến kẻ thù biến thành bạn. Chẳng phải kẻ thù đó đã được tiêu diệt hay sao? Dù bộ lạc nào, họ cũng thích hòa bình hơn là chiến tranh máu nổ. Tranh chấp lãnh thổ không đời nào không có, nhất là khi cả hai bên chưa hiểu nhau. Tạo một mối quan hệ hòa bình giao hảo luôn tốt hơn là hằn thù gây đổ máu cho muôn dân. Các ngươi có đồng ý với điều này hay không? Chúng thần đã hiểu rồi ạ. Tù trưởng quả là thánh nhân với trái tim đầy cao thượng. Chúng thần sẽ được noi theo người. Sự tích bờ biển Trâu lộng gió. Chuyện kể về bờ biển Trâu quanh năm luôn dậy sóng, nơi gắn liền với câu chuyện tình bi tráng. Bờ biển này từng rất hiền hòa, và bên bờ biển có một vương quốc được cai trị bởi vị vua độc đoán. Tâu đức vua, thần xin được thỉnh an người. Thỉnh an ta thôi ư? Vậy thì ngươi lui được rồi. Dạ, thật ra thần muốn được gặp mặt công chúa. Ta không chấp nhận ngươi được điểm gì hết. Buổi kén rễ hôm nay kết thúc ở đây. Xin bệ hạ cho hoàng tử được trình bày thêm. Chàng đã đi một chặng đường xa xôi. Ở đây lại đến ngươi lên tiếng sao? Ta khinh một thằng rể sợ ta. Nhưng nếu người ta không sợ thì cha sẽ nổi trận lôi đình và họ sẽ bị chém đầu ngay. Sao còn dám trả lời ta như thế hả? Con chỉ nói sự thật thôi. Tốt nhất xin cha hãy để cho con ở vậy suốt đời luôn đi. To gan, ta nghiêm khắc như vậy không phải vì hạnh phúc của ngươi sao? Lính đâu, mau dám nói vào điện. Từ đó công chúa bị giam bức. Không gian duy nhất nàng có được sự tự do là vườn ngự uyển trước tư thất,
nàng thường khẩy nguyệt cầm, nhìn về đỉnh núi xa. Đỉnh núi đó người ta gọi là đỉnh Vân Sơn, nơi có người thủ lĩnh duy nhất không sợ đức vua hùng mạnh. Quân của đức vua đã nhiều lần tiến đánh Vân Sơn nhưng đều thất bại. Dĩ nhiên, đức vua coi chàng như kẻ thù, chưa bao giờ bỏ ý định thu phục Vân Sơn. Hỡi người ở Vân Sơn, chàng có nghe tiếng nguyệt cầm thánh thót nơi đây, chàng hãy tới đem người con gái tội nghiệp này đi đi. Mọi hôm chỉ nghe tiếng đàn cô, hôm nay lại nghe được cả giọng cô. Một chú chim câu có thể nói được hay sao? Đàn cô nói tâm sự từ đáy lòng cô sao? Chim câu đã nghe rõ rồi đó, đấy quả là những lời từ đáy lòng của ta. Tôi sẽ đi cho anh ta biết. Ê, đừng có nói với anh ta. Có chuyện gì mà ngươi mừng quýnh lên thế, chim câu của ta? Lên ngựa mau và đi tìm công chúa, nàng đang đêm ngày chờ anh đó. Ngươi nói công chúa nào vậy? Nàng công chúa của vương quốc bên bờ biển Chô. Người con gái chưa hề gặp ta mà lại ngày đêm mong đợi ta ư? Tiếng nguyệt cầm của nàng gãy gọi anh như thể cầu cứu vậy. Vương quốc ở bên bờ biển Châu thì ta biết, ông vua độc đoán ấy ta cũng biết, ta sẽ đến đó một chuyến. Lẽ nào là chàng ấy? Ngay giây phút bạch xuống ngựa, anh cảm thấy tim mình thắt lại vì xúc động trước nàng công chúa. Ta là người ở Vân Sơn mà đang tìm đây, nàng bằng lòng lấy ta làm chồng chứ? Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây. Xin chàng hãy đưa em đi. Đức vua phái các do thám tài giỏi nhất tìm công chúa. Cho tới khi hay tin dân chúng ở chân núi Vân Sơn nghe tiếng hát của một người con gái vọng xuống. Tâu bệ hạ, núi Vân Sơn vốn không có nữ nhi, chắc chắn là bạch thủ lĩnh đã bắt cóc công chúa. Toàn bộ cố vấn triều đình được huy động nghĩ cách đối phó tiêu diệt bạch thủ lĩnh. Tâu bệ hạ, đối phó với bạch phải dùng mưu, ngươi còn không mau nói đi. Kế hoạch của viên cố vấn được chuẩn y, các sứ giả được phái tới Vân Sơn. Thưa ngài, đức vua của chúng tôi mời ngài tới hoàng cung thăm người. Lẽ nào ông ta không tức giận sao? Người vui mừng khi có được một phò mã như bạch thủ lĩnh. Chuyện này e là không được. Đức vua buồn phiền lắm, hoàng hậu thì đã đau buồn mà sinh bệnh. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ đưa nàng về thăm cha mẹ nàng. Kế hoạch của đức vua được mãn nguyện, bạch không mảy may nghi ngờ một âm mưu thâm độc được bày sẵn. Khi công chúa còn mãi nhớ thương mẹ, bạch đục chuốc rượu có tẩm thuốc nhanh chóng liệm đi. Ném nó xuống biển đi. Khi công chúa biết được âm mưu thì các pháp sư đã ném bạch xuống biển Châu, đọc một câu thần chú để bạch không bao giờ thoát ra được. Xin trời xanh hãy cứu lấy chàng. Công chúa, chỉ có gió mới cứu được bạch thôi. Từ đây đi về phía đông, trên đỉnh núi có vị thần gió. Ông đựng tất cả gió trên thế gian này trong 7 chiếc chai. Hãy thuyết phục ông ta cho nàng muốn. Nhưng mà gió sao cứu được bạch dưới biển sâu được chứ? Nàng hãy hình dung khi tất cả gió trên mặt đất thổi cùng một nơi, cùng một lượt. Gom hết sức lực, công chúa đã lên được đỉnh núi phía đông. Thần gió cứ như đã đứng chờ sẵn nghe nàng bày tỏ nỗi lòng. Ta chưa từng cho loài người mượn gió bao giờ, nhưng ta sẽ cho con ngoại lệ. Nhớ phải mở tất cả các chai cùng một lúc, và khi mở phải hướng miệng chai xa mặt. Con xin đa tạ thần gió. Nàng công chúa yếu đuối đi suốt ngày đêm, không còn chút sức lực. Mình sẽ chỉ nghỉ giây lát thôi. Ba tên dò thám của đức vua tới tảng đá mà công chúa nằm nghỉ. Họ xem xét cái bọc của công chúa và phát hiện những chai. Ba tên lính đặt chai hướng thẳng mặt và lập tức bị gió dữ cuốn đi. Trời ơi, ba chai gió đã bị mở ra rồi. Gió từ bốn chai đựng còn lại chỉ đủ sức làm biển gầm thét mà không thể đánh bay nước. Công chúa không còn cách giải thoát cho chồng nữa, nàng hòa vào sóng đến bên chàng. Từ đó, bờ biển Châu luôn lộng gió ghi dấu chuyện tình bi tráng. Và nếu chân trời nơi đâu xuất hiện một đám mây trắng, người ta sẽ nói đó là mây trắng đang đi tìm chồng, chắc chắn trời sẽ nổi gió. Viên Ngọc nghe được tiếng muôn loài. Ngày xưa,
có một anh chàng nông dân mồ côi, sống một thân một mình, lấy nghề săn bắt nuôi thân. Một hôm, đang lúc rình bắn con mồi, chàng bỗng thấy một con chim to có bộ lông rất đẹp vút xuống bụi cây trước mặt. Rõ ràng có một con chim to vừa rơi xuống đây mà. Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Đội ơn chàng đã cứu em. Nàng là... Em là con gái thần rồng, vì ham chơi nên đi quá xa và gặp nạn. May sao nhờ gặp được chàng nên em đã được cứu thế này. Em mời chàng theo em về nhà để xin tạ ơn chàng. Đi theo nàng về nhà ư? Thôi được, ta sẽ thử đi xem thế nào. Nhân tiện đưa nàng về nhà luôn cho an toàn. Cha em có một viên ngọc rồng rất quý, có thể nghe được tiếng của muôn loài. Chàng hãy cố xin cho được, nó rất thú vị và sẽ giúp ích cho chàng rất nhiều đó. Cảm ơn nàng. Gặp lại cha mình, người con gái của thần rồng vội thuật lại cho cha nghe về mối nguy hiểm mình vừa gặp phải. Thưa cha, đây chính là ân nhân đã cứu con. Ta hết sức biết ơn con đã cứu con gái ta, nay lại tận tình đưa con gái ta về đến nhà an toàn thế này. Thật không biết lấy gì trả ơn con cho xứng, chi bằng vàng bạc châu báu nhà ta rất nhiều, con muốn lấy bao nhiêu cũng được. Đa tạ thần rồng, con vốn là thợ săn, sống nay đây mai đó gắn bó với núi rừng, nên cũng chẳng cần gì đến vàng bạc châu báu cả. Vậy ta biết lấy gì để trả ơn con đây? Dạ, con nghe nói người có một viên ngọc có thể nghe được tiếng của muôn loài. Nếu có thể, xin người tặng cho con viên ngọc đó có được không ạ? Vàng bạc châu báu giúp con giàu có, sống sung sướng đến hết đời. Cớ sao con lại đi xin viên ngọc chỉ nghe được tiếng muôn loài chứ? Dạ, cuộc đời con gắn bó với nghề săn bắt, có được viên ngọc là con đã thỏa mãn lắm rồi. Vì như vậy, con có thể nghe được tiếng của muôn loài mà biết mình nên làm gì và không nên làm gì, tránh được những việc đáng tiếc ạ. Con đúng là người biết suy nghĩ trước sau. Thôi được, ý con cương quyết, ta sẽ thuận ý và trao cho con viên ngọc đó. Con hãy xòe tay ra đi. Tạ ơn thần rồng, con xin cáo từ. Khoan đã, con hãy nhớ phải giữ kín điều bí mật về viên ngọc, không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nếu không làm đúng lời ta dặn, con sẽ bị biến thành tượng đá ngay tức khắc. Con xin nhớ lời người, thưa thần rồng. Về hang thôi, chiến chúa đang đợi chúng ta. Này con ơi, mau về nhà thôi con, trời sắp tối rồi. Nào, mau lên đây. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, một trận bão to sắp thổi đến và nước lũ từ trên núi sẽ chôn vùi vùng này đấy. Thôi chết, lũ chim rất tinh khôn, đã đoán trước được thời tiết. Tai họa sắp xảy ra rồi, mình phải về làng báo cho mọi người biết mới được. Mọi người hãy nghe tôi, hãy mau chạy thật nhanh lên núi để tránh nạn đi. Một cơn bão kèm theo nước lũ sắp kéo đến đây rồi. Cậu ta bị làm sao đấy nhỉ? Chắc bị điên đấy. Chàng trai tìm đến từng người để thuyết phục họ dọn lên núi tránh tai họa sắp ập tới, nhưng không một ai mảy may để ý đến lời của chàng. Nếu mình không nói ra bí mật về viên ngọc thì chả ai tin mình cả. Thế thì cả làng sẽ chết vì cơn bão và nước lũ mất. Không được, mình phải cứu dân làng. Đây là viên ngọc thần, nghe được tiếng của muôn loài. Tôi biết được tin cơn bão lũ là nhờ viên ngọc này. Dân làng không tin tôi thì cử một người thử ngậm nó vào miệng và lắng nghe đi. Đưa đây, ta thử xem nào. Nhanh đi thôi, ở đây sắp biến thành biển nước đến nơi rồi. Cần phải mau di chuyển lương thực, chuyển hết vùng khác thôi. Nếu không bão lũ sẽ cuốn trôi hết nhà của chúng ta. Anh ta nói đúng đấy mọi người ạ. Tai họa sắp ập đến vùng này rồi. Chúng ta phải mau rời đi và lánh nạn thôi. Lúc này, dân làng mới tin chàng trai nói thật và cuống cuồng dắt nhau chạy thật nhanh lên núi trước khi cơn bão ập đến. Trong lúc hỗn loạn ấy, không ai để ý gì cả. Chàng trai bỗng ngã gục xuống và từ từ biến thành một pho tượng đá. Chứng kiến cảnh đó, dân làng dù rất thương chàng nhưng cũng đã muộn. Anh đã không quản ngại đến nguy hiểm của bản thân để tình nguyện cứu cả dân làng. Rồi cơn bão khủng khiếp kéo đến, nước lũ cuốn trôi mọi thứ.
Nhưng may thay, không ai trong làng bị mất mạng. Khi cơn bão qua đi, dân làng trở về chốn cũ. Lạ thay, trong cơn lũ, pho tượng chàng thợ săn hóa đá vẫn đứng vững như đồng. Thương tiếc, cảm phục, dân làng đã gom góp tiền bạc xây một ngôi đền, rồi đặt pho tượng vào đó để thờ và tưởng nhớ về chàng thợ săn dũng cảm, nhân từ. Cuộc tranh giành của những chú kiến. Lâu rồi mới có trận mưa lớn kéo dài như vậy. Khu vườn ngập đã một tuần nay mà nước vẫn chưa rút hết. Con đói quá bố ạ. Làm sao có thể tìm ra thức ăn giữa mênh mông nước thế này? Đã trèo cả sáng nay, tay con sắp rã ra rồi. Cố lên con trai, chịu khó tìm kiếm, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được thức ăn thôi. Kìa, bên kia có vật gì trông như mẫu bánh mì. Ta trèo qua đó xem sao con. Rẽ bánh lái qua mùa đất kia nhanh nào. Đúng là bánh mì thật con ơi. Vậy là không phải lo thức ăn mấy ngày tới rồi. Để bố trèo lên lấy xuống, con ở dưới này đỡ nha. Mẫu bánh mì rơi xuống hố mất rồi. Để bố xuống đấy lên vậy. Cuối cùng thì cũng lấy được mẫu bánh mì này rồi. Giờ phát lên thuyền nữa là xong. Cố lên nào, cố lên con ơi, sắp đến nơi rồi. Nhưng chỉ tội chiếc thuyền của chúng ta quá nhỏ, không chở được miếng bánh to như này về tổ. Chúng ta phải làm sao giờ hả bố? À, hay thế này đi, con ngồi đây trong miếng bánh, bố trèo lên bàn trên kiếm chiếc lá to hơn rồi quay về đón con nha. Dạ vâng ạ, con sẽ ngồi đây chờ bố về. Có trò hay rồi đây. Bố ơi, bố ở đâu? Sao nghe như tiếng kiến con vang vọng quanh đây? May quá, cuối cùng con cũng tìm thấy bố. Bố không sao chứ ạ? Hả? Con nói sao? Bố không hiểu. Mà sao con không ở đó trong bánh mì ra đây làm gì? Khi nãy bố đi được một lúc thì có một bác kiến nâu chạy tới. À, trời ơi, cháu đây rồi kiến con. Cháu phải đi cứu bố ngay mới được. Bố cháu làm sao hả bác? Bố cháu bị ngã nước đoạn dưới kia, đang bám vào mỏm đất, tình thế vô cùng nguy cấp. Trời ơi, bác dẫn cháu ra chỗ đó mới. Bố cháu đã nhịn ăn hai hôm nay, lại trèo từ sáng tới giờ, không nhanh bố cháu lại ra đó mất thì nguy. Chúng ta mau đi thôi. Tự nhiên ta thấy choáng váng, say sẩm mặt mày, chân đi không vững. Cháu cứ đi trước đi, kệ ta, không lại không kịp cứu bố cháu. Vậy bác ở đây nghỉ ngơi, cháu đi cứu bố rồi quay lại ngay ạ. Phải rồi, bác trông hộ cháu một bánh mì luôn nha. Cứ yên tâm, ta nằm đây trông chừng giúp cho. Cháu mau đi đi. Vậy là con tức tốc tới đây cứu bố. Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Bố không hề bị ngã hay bị thương gì cả. Chắc bác ấy nhầm với ai chăng? Vậy mà con sợ chết khiếp, lo bố bị thương nên tức tốc tới đây. Thật may là bố không sao cả. Thế còn mẫu bánh mì, con vẫn để ở đó chứ? Bố yên tâm ạ. Trước khi đi, con đã nhờ bác kiến nâu trông giúp rồi. Chúng ta phải quay lại đó ngay bố ạ. Bác kiến nâu cũng đang không được khỏe. Nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với bác ấy thì... Vậy mau trèo về thôi con. Bác kiến nâu ơi, bác kiến nâu, bác ấy đi đâu rồi nhỉ? Mà bố ơi, mẫu bánh mì đâu mất tiêu rồi. Nhưng có thật là con đã nhờ bác kiến nâu trông hộ mẫu bánh không? Thật mà bố, bác ấy tình nguyện trông hộ mẫu bánh rồi giục con nhanh đi cứu bố nữa. Không lẽ kiến nâu lừa kiến con đi để cướp mẫu bánh hay sao chứ? Kìa bố ơi, bác kiến nâu đang chèo thuyền đằng xa kia kìa. Biết ngay mà, hắn ta đã tẩu thoát cùng mẫu bánh. Bố phải đuổi theo lấy lại mẫu bánh mì từ tay hắn mới được. Chẳng nhẽ là bác kiến nâu lừa con để lấy bánh ư? Chứ còn sao nữa, hắn ta lừa cho con đi khỏi để cướp mẫu bánh của chúng ta. Con ở đây để bố đi tính sổ với hắn. Kiến nâu, trả mẫu bánh mì lại cho ta. Thèm còn đâu, miếng bánh mì này là của ta. Ngươi là đồ ăn cướp trắng trợn, đợi ta bắt kịp sẽ xử tội ngươi. Ngươi không đời nào bắt được ta đâu, đừng có tưởng bở. Cái cành cây chết tiệt này là ta chẳng một nhịp mất rồi. Đành đấu tại đôi vậy, mẫu bánh mì nhất định phải thuộc người ta. Kiến nâu, sao ngươi dám cướp mẫu bánh mà bố con ta mất bao nhiêu công sức mới kiếm được chứ? Mẫu bánh này ta cũng đã bỏ bao công sức mới có được, nó phải là của ta.
người bỏ công sức lừa gạt trẻ con mà cũng dám kể lể hay sao chứ? Nực cười. Có trách thì phải trách đứa con của ngươi thật quá sức ngu ngốc. Trò lừa đơn giản vậy mà nói tình rầm rắp, tình nguyện dâng mẫu bánh mì cho ta. Ngươi còn dám nói láo như vậy ư? Tội nghiệp đứa con bé bỏng của ta bị ngươi lừa gạt mà vẫn hết lòng tin tưởng ngươi, lo lắng cho sức khỏe của ngươi. Thôi, không nói nhiều nữa. Ta với ngươi sống mái một trận, ai thắng mẫu bánh sẽ thuộc về người đó thôi. Được, để xem ngươi trụ được bao lâu, ta sẽ không nương tay với ngươi đâu. Mẫu bánh rơi xuống nước mất rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, tôi cầu xin anh đây, tôi biết lỗi của tôi rồi. Lúc nãy anh còn định sống mái với tôi một trận cơ mà, giờ lại quay ra năn nỉ, hối hận. Anh trở mặt cũng nhanh thật đấy. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi mới phải làm như vậy. Các con tôi ở nhà đói đã mấy ngày nay, tôi đã đi khắp nơi mà không kiếm được gì về cho chúng ăn. Vậy mà anh nỡ lừa đứa con bé bỏng của tôi, còn chê bai nó ngu ngốc. Anh có phải một người cha tốt không đấy? Tôi xin lỗi, tôi thật xấu xa, còn đi lừa cả một đứa bé nữa. Tôi sắp chết rồi, cứu tôi với. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Từ nay tôi sẽ không bao giờ đi lừa lọc người khác nữa. Người đồng hương tàn nhẫn. Cạn ly đi mấy chú. Hôm nay không sai không về. Cà mi, trả nợ cho tôi ngay. Nợ cái gì? Tôi nợ gì anh? 2 tháng trước anh nợ tôi 20 đồng bạc, hứa sang tháng trả tôi mà chưa thấy đâu. 3 hôm trước lại mượn thêm 10 đồng nữa. Hôm nay đến hạn cuối rồi, mau trả tôi. Bắt lấy nó, nó lấy hết tiền của tôi rồi. Nó dám trốn nợ, đừng cho nó thoát. Simo, sao cậu còn chưa về? Các cậu cứ về đi, tớ chọn dẹp chút đã rồi về. Phải tạm biệt cậu nha. Simo à, cậu thật là chăm chỉ cần cù, không uổng công ông chủ đã quý mến và hậu đãi cậu. Cậu về muộn thế Kami, sao người đầy thương tích thế? Tôi vừa bị đòi nợ mà trong túi tôi chẳng còn đồng nào cả. Thôi vậy, tình hình ở đây cũng khó khăn quá. Mấy tháng nay đi làm tôi cũng dành dụm được chút tiền để phòng thân. Để tôi cho cậu một ít trang trải nha. Thật sao Simo? Cậu thật tốt bụng. Chúng ta đều là đồng hương mà, phải biết đùm bọc nhau lúc khó khăn chứ. Mấy hôm nữa tôi định về thăm quê, anh có muốn về cùng tôi không? Có chứ, lâu lắm chúng ta không về quê rồi. Để tôi về cùng cậu. Kami à, sắp ra khỏi đây rồi, chúng ta đi nhanh hơn một chút rồi kiếm quán trọ nào đó nghỉ tạm nha Kami. Ôi trời ơi, Kami trở về rồi kìa, nên cậu ấy thật giàu có. Kami, Shimo đâu, sao hai người không về cùng nhau? Ôi trời, đến tôi còn không nhận ra anh ta được nữa ấy chứ. Anh ta nợ nần chồng chất, giờ chẳng dám phát bạc về nữa đâu. Chủ quán, bao nhiêu của ngon vật lạ mang hết ra đây. Hôm nay tôi bao cả quán. Dạ, vâng vâng. Ôi, anh Kami từ phương xa trở về, quý hóa quá. Nghe nói bây giờ anh trở nên giàu có lắm phải không? Chẳng mấy chốc, vì chơi bời lêu lỏng nên Kami đã ngốn sạch số tiền đã lấy được từ Shimo. Lười biếng, không có việc làm, anh ta không thể ở lại làng được nữa, nên đành phải ra đi. Kami. Chắc mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Kami, sao tôi gọi mà cậu không quay lại? Ngươi là ai? Chào anh bạn, lâu quá rồi, anh quên tôi rồi sao? Tôi là Shimo đây, đúng chỗ này, anh đã giết hại tôi cách đây 3 năm. Tôi nghĩ thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau, nên đã chờ đợi anh ở đây từng ngày. Shimo, là tôi có lỗi với cậu, nhưng xin cậu hãy nể tình bạn bè, tha mạng cho tôi. Bây giờ anh định đi đâu? Tôi định lên kinh thành để tìm việc làm. Giờ trong túi tôi chẳng còn đồng xu nào cả. Tôi vội lắm, hãy để cho tôi đi đi. Thật vậy sao? Tôi thấy anh chẳng thay đổi tí nào, anh luôn không gặp may. Nè, tôi biết nhảy đấy, hãy mang tôi theo đi. Tôi không cần ăn, không cần uống, chỉ cần có điệu nhảy của tôi là anh có thể kiếm ra tiền. Thế nào Kami, tôi nhảy cũng không đến nỗi nào đúng không? Anh cứ mang tôi theo,
chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền đấy. Ờ, thằng Simo này đằng nào cũng chết rồi, giờ lại còn tình nguyện đi kiếm tiền không công cho ta nữa thì còn gì bằng. Dù sao nó cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Kami và bộ xương lên kinh đô và trình diễn điệu nhảy của mình ở khắp mọi nơi. Ai nấy đều rất thích thú và cảm thấy màn thể hiện nghệ thuật này thật sự độc đáo lạ thường. Nhờ điệu nhảy của bộ xương, Kami kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta cực kỳ vui sướng. Ở phen này ta giàu to rồi, thằng bạn Simo đến chết vẫn giúp ta kiếm tiền. Anh có phải là Kami? Nhà vua đã nghe thấy tiếng tăm của anh và rất muốn được tận hưởng điệu nhảy từ bộ xương có phép thuật của anh. Nếu hay, ngài sẽ thưởng lớn. Thật vậy sao? Tôi sẽ đi ngay. Nào, bây giờ hãy ra lệnh cho bộ xương của ngươi trình diễn điệu nhảy trứ danh của mình đi. Vâng, xin tuân mệnh. Bộ xương của ta, hãy tặng nhà vua một điệu nhảy thật đẹp đi nào. Bộ xương thần kỳ của ta, còn chờ gì nữa mà không mau trình diễn một điệu nhảy? Chắc là lừa đảo rồi, mãi không thấy nhúc nhích gì vậy. Sao vậy Kami, sao bộ xương của ngươi không biểu diễn? Dạ bẩm thần, cũng không hiểu chuyện gì nữa. Bẩm đức vua, đợi chờ mãi tôi cũng có ngày được diện kiến ngài để thưa với ngài một chuyện. Thưa ngài, chính Kami, người bạn yêu quý này của tôi đã giết hại tôi và lấy hết sạch tiền dành dụm mà vất vả lắm tôi mới có được. Simo, người nói láo. Kami và tôi là bạn đồng hương cùng đi xa kiếm sống. Tôi luôn giúp đỡ anh ta, dù anh ta ăn chơi lêu lỏng, không chịu làm ăn. Nhưng thật không ngờ, tôi đã không đề phòng cảnh giác, anh ta giết tôi chỉ vì số tiền tôi đang có. Người đâu, mau mau giữ hắn ta lại, chờ ngài xét xử. Và rồi kẻ phản bội bạn bè đã bị đem đi xét xử. Cuối cùng, hắn đã phải thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình gây ra và bị trừng trị theo pháp luật. Còn về phần bộ xương của Simo, anh tạm biệt nhà vua, rời khỏi hoàng cung. Từ đó, không ai còn nhìn thấy anh ở kinh thành nữa. Và câu chuyện về bộ xương biết nhảy múa để trừng trị kẻ ác vẫn còn lưu truyền mãi về sau. Con quỷ và chàng thợ vá sứ. Ngày xưa, một người thợ vá sứ trẻ đi chu du khắp thiên hạ, qua hết làng này đến làng khác và hò hét dưới các cửa sổ của người dân. Ai vá sứ nào? Vá sứ đây! Ai muốn vá và sửa chữa những cái bát và những cái hũ vỡ nào? Chàng không bao giờ thiếu việc vì trong mỗi nhà đều luôn có bát và những cái hũ bị vỡ. Do đó, chàng trai kiếm sống rất khá. Một hôm, trong chuyến đi liên miên của mình, chàng đến bên một ngôi nhà. Ơn chúa, anh đây rồi. Tôi cần anh chữa cho tôi một cái bát nhỏ. Dạ, cháu xin sẵn sàng. Ngay lập tức, chàng bắt tay vào công việc của mình. Chỉ một lúc sau, chiếc bát lại được lành lặn như xưa. Bà lão vui lắm, nhưng khốn nổi trong nhà bà cũng không còn một xu để trả công cho chàng trai. Ta phải thưởng cho cháu như thế nào đây? Ta rất nghèo, không có lấy một đồng xu nào hết. Bà không phải đưa gì cho cháu hết, không phải vì một tí chút mà cháu sẽ nghèo hơn. Điều quan trọng là bà được hài lòng ạ. Cháu biết rõ là ta hài lòng mà. Dù thế nào ta cũng sẽ cho cháu cái này. Cháu nhìn đây, đây là quả phỉ khô. Cháu có biết có gì bên trong hay không? Không gì cả thưa bà. Nhưng mà có đây cháu, cháu cố đoán lần nữa xem. Cháu không biết thưa bà. Ở bên trong có bóng tối. Hãy mang quả phỉ này theo, có thể cháu sẽ cần tới nó. Nếu như một ngày nào đó cháu gặp khó khăn, hãy quay lại tìm ta, ta sẽ giúp cho cháu. Dạ vâng, cảm ơn bà. Một hôm khác, bước chân chàng đưa chàng vào tận một khu rừng sâu. Bỗng, một ngọn lửa đỏ bao xung quanh là các tàn lửa trắng nổi lên mặt đất trước mặt chàng. Các ngươi làm gì thế? Các ngươi sẽ đốt rừng đấy. Những ngọn lửa trắng biến thành những con cừu trắng nhỏ, còn ngọn lửa đỏ lớn nó biến thành một con quỷ hung tợn. Trời ơi, chuyện gì thế này? Mình có bị hoa mắt không đây? Ông là ai? Ta là quỷ đang làm nhiệm vụ chăn cừu ở địa ngục. Tự nhiên ngươi lại tới phá đám làm gì hả? Ngươi không biết rằng kẻ nào làm kinh động và làm ta tức giận thì kẻ đó sẽ thuộc về địa ngục sao? Đó là luật của quỷ ta đây. Ngươi hãy chuẩn bị cho chuyến đi, con người bất hạnh kia ơi. Ta không cố ý làm phiền tới công việc của ông. Ta chỉ muốn cứu khu rừng khỏi bị cháy thôi. Hãy tha cho tôi một lần thôi.
Thôi được rồi, nhưng chúng ta sẽ chơi trò câu đố. Ta sẽ đặt một câu đố hóc búa cho ngươi. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hơn nữa còn cho ngươi cả đàn cừu của ta. Nhưng hãy coi chừng, nếu ngươi thua, ta sẽ lấy linh hồn của ngươi. Câu đố ư? Ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Ngươi có biết có gì trong quả phỉ khô này? Ở bên trong có bóng tối. Hãy mang quả phỉ này theo, có thể cháu sẽ cần tới nó. Ôi, đúng là bà lão đã giúp mình rồi. Ta biết trong quả phỉ khô ấy có bóng tối. Hả? Cái gì? Hắn ta đã trả lại được câu này của mình ư? Chẳng qua là hắn may mắn thôi. Không được, không thể thua như vậy được. Bóng tối, người nói thế phải không? Phải để ta xem trong này có bóng tối thật không nha. Ngươi làm gì vậy? Ngươi nhìn lại xem quả phỉ này làm gì có bóng tối đâu. Ngươi đã thua ta rồi, mau mau nộp mạng cho ta. Ôi không, sao ngươi lại làm như vậy chứ? Rõ ràng ban đầu ta đã trả lời đúng. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ coi ông là kẻ thất tín. Chỉ bằng hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Ngươi nói cũng có lý. Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi có thời gian để sáng mai tìm ra thằng con trai nhiều tuổi hơn mẹ đẻ của nó. Nếu ngươi không tìm được, ngươi sẽ xuống địa ngục. Và đừng có ẩn nấp, ta sẽ tìm ra ngươi ở mọi chỗ ngươi sẽ đến. Nhớ đấy. Cái gì chứ? Làm thế nào mà con trai lại nhiều tuổi hơn mẹ đẻ được chứ? Đúng rồi, mình phải tìm đến bà Lan nhờ giúp đỡ. Trong tình thế tuyệt vọng, chàng nhớ đến bà Lan. Chàng chạy ngay về phía nhà bà và than phiền về nỗi bất hạnh của mình. Thật dễ dàng. Hãy nhìn khoảng đất trống, cháu thấy gì? Cháu không thấy gì đặc biệt cả, thưa bà. Không có gì ngoài những cây bả chó đang có hoa. Vậy thì chính xác đây. Cây bả chó là cái mà con tìm kiếm. Vào mùa xuân, người ta thấy mọc ra một cái thân có một quả và hạt. Quả này chính là con trai. Chỉ vào mùa thu, người ta mới thấy mẹ nó xuất hiện trên khoảng đất trống là hoa bả chó. Vì thế, mẹ trẻ hơn con trai của mình. Ở các loại cây khác, nó hoàn toàn ngược lại. Hoa có trước, quả có sau. Con thấy đây, con đã tìm thấy lời giải đáp rồi đó. Con cảm ơn bà. Sáng hôm sau, chàng ngắt một bông hoa bả chó và vội vàng đi đến gặp con quỷ. Ngươi đã tìm được chưa? Rồi, tôi đã tìm ra rồi. Hãy nghe cho rõ câu trả lời của ta. Khi ta trả lời đúng, ngươi nhất định sẽ bị nhốt vào địa ngục và bầy cừu non kia sẽ thuộc về ta mãi mãi. Để còn xem ngươi có trả lời được đúng câu hỏi của ta không đã. Đây chính là câu trả lời của ta. Vào mùa xuân, con trai bộc ra là quả bả chó. Mẹ nó, hoa bả chó, chỉ nở vào mùa thu. Nó đây. Hả? Cái gì? Không, ta không thể chết được. Địa ngục không phải nơi giam hãm ta. Không. Ta sẽ cất một ngôi nhà riêng cạnh ngôi nhà của bà lão. Và ta sẽ chăn đàn cừu trên khu rừng thưa. Bà đã giúp ta thoát khỏi cái chết. Giờ ta phải đền ơn bà. Bà già rồi, không thể sống một mình tại khu rừng rộng lớn được. Bà cần có người giúp đỡ. Nói là làm. Từ đó, chàng có thể giúp bà lão mỗi lần bà cần đến chàng. Nhưng người ta rất có lý khi nói rằng con quỷ không bao giờ ngủ. Con quỷ không chấp nhận thất bại của nó. Hằng ngày, linh hồn của nó vẫn ngày đêm than khóc về nỗi bất hạnh của mình khi bị giam trong ngục tối. Không thể hại được chàng trai nữa, con quỷ lại cho rằng vì bông hoa bả chó mà nó thua cuộc. Vậy nên nó đã nhỏ những giọt nước mắt của mình vào mỗi bông hoa bả chó. Từ đó, hoa của loài cây bả chó này mang giọt nước mắt của quỷ và trở nên rất độc. Chuột con bướng bỉnh. Ôi xếp kìa, xếp về làng bà con ơi. Mau mau đến xem thôi. Vui quá à, mình cũng phải vào xem mới được. Hoàng hô, giỏi quá, giỏi quá. Tuyệt vời, thật không thể tin được luôn. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Chuột con, trả ngay quả trứng cho gà mẹ mau lên. Đấy, cô nhìn xem, thật hết nói nổi con nhà cô.
Nó cả gan lấy cả trứng của tôi để làm trò hề nữa kia kìa. Đến chết mới còn mất thôi. Suốt ngày gây chuyện khiến mẹ xấu hổ với mọi người. Biết bao giờ con mới thôi bày những trò vớ vẩn như thế này nữa. Ôi mẹ ơi, đa tay con. Như con nhà người ta từng này tuổi, đã biết giúp mẹ ra ngoài kiếm thức ăn cho gia đình, hoặc ít nhất cũng chăm lo học hành, bài vở. Còn con nhìn lại con xem, tối ngày bày ra những trò vớ vẩn, lố lăng à. Con không bày trò lố lăng, con biểu diễn và được mọi người tán thưởng. Không phải ai cũng làm được như con đâu mẹ ạ. Con còn dám cãi mẹ nữa chứ. Thế con có nghĩ cho mẹ chút gì không? Người ta bảo mẹ không biết dạy con kia kìa. Bao giờ con mới hiểu chuyện đây? Con sẽ xin vào đoàn xiếc làm, rồi đi biểu diễn khắp nơi. Khi đó, mọi người sẽ công nhận tài năng của con và con sẽ nổi tiếng. Con đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Thực tế không dễ như là con tưởng tượng đâu. Con đã lớn rồi, con muốn làm gì kệ con. Dạ, cháu chào bác ạ. Chào cháu, cháu tìm gặp ta có chuyện gì vậy? Dạ, cháu muốn được tham gia đoàn xiếc của bác ạ. Nhưng cháu bé tí thế này Tuy bé, nhưng cháu có thể làm được nhiều trò lắm ạ. Như là... cháu có thể cưỡi ngựa được ạ. Hãy, cẩn thận. Hả? Leo từ đâu được giờ nhỉ? Chỉ có mỗi đuôi là bám được để đu lên. Được rồi, mình sẽ leo từ đuôi. Bám được rồi. Ôi trời ơi, sai nắm đuôi của tôi vậy. Cứu với. Tranh còn láo toét, mới sáng ra đã chơi đùa kỳ cục. Lần sau để ta bắt gặp thì đừng trách. Cháu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Cháu không sao bác ạ. Không sao là tốt rồi. Bác hiểu, cháu rất đam mê diễn xiếc. Nhưng để theo được nghề này, cháu phải trải qua một quá trình luyện tập bền bỉ và cực khổ. Giờ cháu hãy còn bé, chỉ cần chăm chỉ học hành, chăm ngoan, nghe lời bố mẹ là được rồi. Thật là mất mặt quá đi mất. Khi nãy giờ bất cẩn nên mình chưa leo lên được lưng ngựa. Chứ không thì mình đã có một màn cưỡi ngựa hoành tráng rồi. Được rồi, mình sẽ trổ tài một lần nữa. Và bác chuột sẽ phải mời mình vào đoàn xiếc cho mà xem. Mẹ ơi, chiều mai mẹ mà rảnh thì ra đầu làng nha. Còn có bí mật muốn cho mẹ xem. Sao, có chuyện gì nữa hả con? Mẹ cứ ra thì biết ngay. Ôi dào, mẹ còn bận đi kiếm ăn, đâu rảnh mà đi chơi bời với con. Chắc con lại bày ra mấy cái trò vớ vẩn nữa hả? Con mà chịu khó đi kiếm ăn với mẹ thì có phải tốt hơn không? Mẹ lại nói vậy nữa rồi. Để rồi xem, mẹ sẽ phải công nhận mình không phải đứa vô dụng. Hãy nhìn kìa, cậu ấy leo lên đấy làm gì đấy? Cậu ấy biết diễn xiếc kìa, là đi trên dây đó. Giỏi quá chừng, có kém gì diễn viên xiếc đâu. Tôi là hàng xóm với cậu ta đó. Có lần cậu ấy còn đi trên một quả trứng dễ như bỏn ấy. Wow, tuyệt thật đấy, bé vậy mà giỏi quá à. Hả? Không biết có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông thế kia nhỉ? Có chuyện gì mà tụ tập đông thế hả các bác? Kìa, chuột con nhà chị đang biểu diễn xiếc trên không trung kia kìa. Hả? Ôi, chuột con, sao con tôi lại leo lên kia làm trò gì thế? Mẹ cũng đến xem mình biểu diễn ư? Hát vịt, mà bơi ra cứu cậu ấy đi. Ôi, chuột con của mẹ. Ôi, lại trời, cứu được cậu bé. Ôi, chuột con của mẹ, mẹ cứ nghĩ là sẽ mất con rồi. Mẹ, con xin lỗi. Suýt chút nữa con đã mất mạng chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Từ nay con hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải phiền lòng nữa. Con biết lỗi của mình là được rồi. Thật may là con vẫn bình an. Những trò diễn xiếc vô cùng mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể xảy ra tai nạn ngay. Vậy nên không được tự ý tập luyện khi chưa được sự cho phép của người lớn. Cháu nhớ chưa? Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Không riêng gì nghề xiếc, nghề nào cũng vậy. Phải học hành bài bản, từng bước. Suy nghĩ nóng vội thì không thể nào thành công được. Có công mài sắt, có ngày mới nên kim được. Lòng tốt không đúng chỗ. Dạ.
Sư phụ để cái đèn chiếu thu nhỏ đâu rồi nhỉ? Hôm sinh nhật mình phải cần nó. À, hay ở dưới hầm nhỉ? Phải rồi, mình phải xuống tìm thôi. Thầy để ở đâu nhỉ? Đã tìm thấy. Cái này trông bé vậy thôi, chứ nó chiếu sáng còn hơn cả đèn pha ngoài quảng trường. Ôi trời ơi, cái đèn pin bị rơi hỏng rồi. Tối quá, mình chẳng thấy gì hết. Không phải cái đèn pin rồi, cái gì thế? Máy phát hiện sự thật. Phải tìm gì đó để thử cái máy phát hiện sự thật này xem thế nào mới được. Dây trắng à, có chuyện gì mà trông cậu buồn vậy? À tớ bị ai đó đánh cắp chiếc khăn len mượn của bạn Hô Sao rồi. Tớ không biết phải ăn nói với bạn ấy sao đây nữa. Có chắc không? Cậu có nhớ lần cuối cậu mang nó đi chỗ nào không? Rõ ràng tớ đeo nó đến dự lễ hội mùa xuân mà. Trong lúc tớ đang mãi xem, chắc chắn có ai đó lợi dụng lúc đông đúc để rút chiếc khăn trên cổ tớ trong lúc tớ không để ý rồi. Đã đến lúc dùng thử cái máy phát hiện sự thật mình mới tìm được này rồi. Phải thử xem mới được. Hãy tìm ra sự thật, ai đã đánh cắp chiếc khăn của dây trắng. Cậu đang làm gì vậy? Không tìm ra đối tượng, vui lòng đặt câu hỏi khác. Cái máy này bị hỏng rồi à. Hồi nay cậu đang dùng cái gì thế? Máy phát hiện sự thật. Tớ thấy nó ở trong hầm nhà sư phụ tớ. Nó hỏng rồi. Thảo nào nó bị bỏ quên ở trong hầm. Mà thôi, thử lại lần nữa xem sao. Hãy tìm ra sự thật chiếc khăn len đang ở đâu. Ôi, đúng rồi, tớ quên mất. Trước khi đến lễ hội mùa xuân, tớ đi dừng lại ở con suối này rửa mặt và đã cởi khăn ra treo lên cành cây. Ê trời ạ, tớ đản trí quá chừng. Tuyệt quá, thì ra nó vẫn còn dùng tốt. Lần đầu tiên tớ hỏi, nó báo là không tìm ra đối tượng vì không ai lấy khăn của cậu cả. Đi, chúng ta đến bờ suối xem chiếc khăn còn đó không. Chiếc bảo bối của cậu thật là quá tuyệt vời. Có nó, từ nay mọi sự thật không thể giấu qua mắt cậu nữa. Từ nay muốn biết sự thật gì thì cứ gọi tớ. Bảo bối này thật là hay, mình sẽ biết được nhiều sự thật hơn nữa. Sóc đỏ và thỏ xám, dạo này chơi thân với nhau cơ à. Ngày trước mình còn nghe cậu ta nói xấu sóc đỏ ghê lắm cơ mà. Mình phải cho sóc đỏ biết bản chất của thỏ xám mới được. Quả này ngon này, cậu ăn đi. À, cảm ơn cậu. Sóc đỏ ơi, lại đây, tớ bảo cái này. À, gấu con, có chuyện gì thế? Thì cậu cứ lại đây với tớ, mình sóc đỏ thôi nha. Có chuyện gì mà cậu ấy ra vẻ bí mật thế không biết. Thôi, đợi tớ một chút, tớ ra chỗ gấu con xem có chuyện gì nha. Ừ, cậu cứ đi đi. Tớ ghét sóc đỏ. Cậu ta luôn tỏ ra mình thân thiện, nhưng thực chất là cậu ta rất ích kỷ và tính toán. Tớ sẽ chẳng bao giờ làm bạn với cậu ta cả. Đấy, cậu thấy chưa? Không ngờ cậu ta thật quá đáng. Cậu là người bạn tôi, cậu nói xấu tớ, coi thường tớ. Vậy mà tớ lại đi xem cậu như bạn thân của mình. Từ giờ đừng có tìm tớ nữa. Chúng ta từ nay coi như không quen biết nhau. Sóc đỏ, cậu... Sao cậu lại làm thế hả gấu con? Tớ thật sự rất quý sóc đỏ. Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ mà. Cậu nói dối. Trước đây cậu đã nói xấu cậu ấy cơ mà. Bởi vì ngày trước tớ hiểu lầm sóc đỏ nên tớ mới vậy. Tớ đã rất hối hận về điều này rồi mà. Gấu con, có chuyện gì thế? Sư phụ về rồi ạ. Sư phụ đang hỏi con đã làm gì mà bạn thỏ xám lại khóc cơ mà. Dạ con thấy cái máy này trong hầm nhà mình. Con đã thử và đã giúp bạn dây trắng tìm ra chiếc khăn. Lần này con đang dùng nó để giúp bạn sóc đỏ nhìn ra sự thật. Con... Trời ơi, nó đã mất cách đây mấy năm. Sư phụ đã tìm nó rất nhiều lần mà vẫn không thấy. Con thật là tùy tiện. Sao con lại tùy tiện dùng đồ phép khi thầy chưa cho phép hả? Con có biết cái này không được phép dùng trong đời thực hay không? Dạ con thỏ xá mà, ta hiểu cháu. Dù trước đây cháu có thành kiến với sóc đỏ, nhưng bây giờ thì tình bạn của cháu đối với sóc đỏ là thật lòng. Gấu con đã không hiểu điều đó nên đã làm tổn hại đến tình bạn của các cháu.
gấu con, không mau xin lỗi bạn đi, còn làm gì nữa. Tớ xin lỗi thỏ xám. Tớ sẽ đi tìm sóc đỏ để nói rõ sự thật, không để cậu ấy hiểu lầm cậu nữa. Thật chứ, tớ cũng hy vọng thế. Nếu như chiếc máy này không bị thất lạc thì ta đã làm việc này từ lâu rồi. Còn có biết tại sao ta kiên quyết phá bỏ chiếc máy này đi không? Dạ không ạ. Mấy năm trước khi ta phát minh ra cái máy này, ta đã rất vui vì nghĩ rằng đã phát minh ra được một công cụ để hóa giải mọi bí mật và lừa dối trên đời này. Thế nhưng đến khi ứng dụng nó, ta mới biết nó là một sai lầm khủng khiếp. Mặt tốt của nó rất ít, còn lại nó chỉ mang lại điều tiêu cực mà thôi. Sống trên đời, nếu chúng ta biết hết mọi sự thật, chúng ta sẽ không còn vui vẻ nữa. Nó chỉ làm tổn thương và hoài nghi lẫn nhau thôi. Nhiều sự việc nó chỉ đúng tại một thời điểm thôi. Có thể sự thật hôm nay nó là thế này, nhưng tương lai nó lại là khác. Cũng giống như trường hợp vừa rồi, con hiểu không? Vâng ạ. Từ nay, đừng có tùy tiện dùng các máy phép thuật khi con chưa có kiến thức về nó, nghe không? Vâng, thưa sư phụ. Truyền thuyết Hoa Đỗ Quyên. Ngày xưa, ngày xưa, ở một khu làng nhỏ trong núi, có đôi vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau. Vừa mới vào hạ, theo như lời thầy pháp mách thì loài hoa đỏ trên đỉnh Vân Nam chắc cũng sắp nở rồi. Mình đi bây giờ sẽ vừa kịp lúc hái hoa về cho vợ. Với loài hoa này chắc chắn vợ mình sẽ sớm sinh được quý tử thôi. Chả nhẽ lời của lão phú hộ là sự thật, đã 3 tuần trăng rồi mà sao chồng mình vẫn chưa về? Mình phải đi tìm anh ấy mới được. Mình ơi, mình ơi, giờ này anh ấy đang ở đâu? Người vợ quyết tâm đi tìm chồng, thế nhưng càng đi vào thì rừng càng sâu hun hút, mà bóng dáng người chồng mãi chẳng thấy đâu. Đến khi sức cùng lực kiệt, cô thiếp đi bên tảng đá trong rừng và chẳng thể tỉnh lại nữa. Con gái của ta, sao con lại chết lẻ trở thành oan hồn phất vưởng giữa rừng sâu thế này? Con đi tìm chồng của con, chả hay người có biết chồng của con đang ở đâu không? Trong suốt 10 dặm quanh ngọn núi của ta, ta chẳng nhìn thấy bóng dáng ai hay ngôi nhà nào cả. Con đã đi tìm chồng suốt chặng đường xa đến như vậy hay sao? Vậy mà con vẫn chưa thấy chồng của mình đâu cả. Hay có khi anh ấy đã bỏ mạng ở vực sâu hun hút nào rồi? Con đừng quá đau lòng. Biết đâu chồng con cũng đang đâu đó đi tìm con thì sao? Nếu chồng con cũng đang đi tìm con thì chi bằng con hãy đợi ở đây đi. Nhưng giờ vợ chồng con âm dương cách biệt, con sợ chồng con không thể thấy được con nữa. Ta sẽ giúp con hóa thành một loài hoa ở đây, để nếu chồng con có tìm đến cũng sẽ nhận ra con. Ta đặt tên cho loài hoa này là hoa đỗ, có nghĩa là đợi. Hy vọng rằng có ngày con sẽ hội ngộ cùng chồng mình. Vợ ơi, mình đâu rồi? Mình đi cũng đã lâu, chẳng nhẽ cô ấy vào rừng tìm mình ư? Mình ơi, mình ơi. Ngày qua ngày, anh len lỏi trong rừng tìm vợ, cho đến một ngày. Một mình trong rừng đi tìm vợ, đến khi sức cùng lực kiệt, cũng là lúc anh đến được tảng đá ngày xưa vợ mình đã dựa vào đó. Không hiểu sao khi nhìn xác hoa này ta lại đau lòng đến vậy. Còn chính là người chồng mà người phụ nữ ngày nào đã lặn lội vào rừng sâu tìm kiếm đây ư? Ngài thấy vợ con ư? Cô ấy đâu rồi ạ? Cô ấy đã một mình len lỏi trong rừng thiên nước độc không biết bao nhiêu ngày tháng để tìm con. Nhưng giờ thì cô ấy đã có thể an nhàn hơn rồi. Cô ấy vẫn ở đó đợi con đấy. Tấm lòng của vợ chồng con thật khiến ta cảm động. Nhưng tiếc rằng vợ con cô ấy đã không còn nữa. Còn
con thì cũng không thể cứ làm linh hồn vất vưởng với nỗi đau trong lòng lớn như vậy được. Ta sẽ giúp con hóa thành loài chim quyên, hay có nghĩa là quên, để quên đi được con đường đau khổ mà hai vợ chồng con đã phải trải qua. Nhờ thần núi động lòng, người chồng đã được hóa thành chim quyên. Nhưng chú chim kia không chịu bay đi đâu, mà chỉ đậu ở bên cây hoa đổ, cất tiếng hót như tiếng kêu than đầy tuyệt vọng. Và cũng từ đó, loài hoa rực rỡ nơi rừng xanh được mọi người gọi là hoa đổ quyên, để tưởng nhớ cho một mối tình chung thủy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!